Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới người dự án Caracol đến từ Bossinbot nha các bạn, nhận token CRLC. Thì cái dự án Caracol này thì lúc trước mình có ở cái row 1 thì mình có hướng dẫn các bạn làm ở row 1 rồi. Thì hiện tại bây giờ là row 2 đến từ Bossinbot. Thì những dự án nào đến từ Bossinbot thì 100% các bạn nhận được token nhé. Thì đi sơ qua dự án thì dự án này nó hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng ICO ở vòng 3 nha các bạn. Thì con token CRLC này chạy nền tảng ERC20 và tổng công của nó là 7 tỷ nha các bạn, 7 tỷ token. Đây là smart contract của con token này và tổng công của nó là 7 tỷ. Thì hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng ICO ở row 3 rồi. Row 2 chứ các bạn. Ở row 2 với mức giá là 0.15 trên 1 token. Thì nó sẽ bán hàng trong ICO tiếp theo ở row 3 là ngày 13 tháng 8 với mức giá tăng lên là 0.02 và nó sẽ IEO vào ngày 23 tháng 8. Với row 1 là 0.25 và tới row 3 là giá của con token này sẽ tăng lên là 0.035. Thì giá nó trong trình bán hàng vậy thôi, còn về sau này nó list sàn và giá ra sao thì chưa rõ nha các bạn. Thì những con token nào khi list sàn thì mới có giá thực tế thôi. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Các bạn mở con bot nó con Bossinbot ra giúp mình nhé. Thì ở dự án này luôn là các bạn sẽ nhận được là 250 token CRLC. Và cộng 250 token CRLC trên một red unlimited. Có nghĩa là limit nha các bạn. Tôi nghĩ là chúng ta tiện red cái giới hạn. Caracol offer very server income and DeFi. Dự án này cũng là dự án DeFi cũng tiềm năng các bạn. Dự án phi tập trung. Thì trên con bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Tiếp tục các bạn ấn vào continue Bossinbot. Thì trên Bossinbot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Sau đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta ấn vào join Telegram group. Sau đó các bạn ấn vào nút start activity. Thì lúc trước bạn nào tham gia ở row 1 thì chắc chắn cũng đã join kênh channel và kênh Telegram của nó rồi. Còn bạn nào chưa làm thì có thể làm ở vòng 2 này nhé. Vòng 2 trên Bossinbot này nhé. Các bạn có thể join vào nhóm. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn quay trở lại cài đặt setting. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn nhé. Bạn nào chưa có username thì các bạn vào phần exit này. Các bạn tạo cho mình một cái username Telegram nhé. Sau khi copy xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon vào trước nhé. Những username nào các bạn đều thêm icon vào trước hết nhé. Sau đó các bạn gửi cho bot. Tiếp theo thì nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta Red Singer website. Ở nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận được là 300 token CRLC. Sau cái con bot hồi nãy nó 250 status. Con bot hồi nãy sao nó ghi cái 250 mà trong con bot này là chắc tầm 900 á các bạn. Các bạn ấn vào nút Red Singer on website, chúng ta làm nhiệm vụ thứ hai tiếp theo. Tiếp tục chúng ta ấn vào Start Activity, chúng ta tiến hành đăng ký một tài khoản trên website, trang eco của dự án và điền lại email. Thì trên trang eco Caracol của dự án này thì các bạn đăng ký một tài khoản giống mình nhé. Các bạn ấn vào nút Red Singer Her này. Sau đó các bạn điền lại thông tin đăng ký như sau. Đầu tiên là full name, các bạn điền lại họ và tên của bạn. Tiếp theo là username. Username thì các bạn tạo cho mình một cái username nhé. Email thì các bạn điền lại email. Mật khẩu thì các bạn nhập lại mật khẩu.
Các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Dưới đây là các bạn nhập lại mật khẩu giúp mình nhé. Sau đó các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản của dự án. Sau đó các bạn ấn vào nút Press and Go Now. Sau khi các bạn Press and Go xong thì sẽ có một cái link config gửi về email cho các bạn. Các bạn vào bên trong Gmail lấy link config nhé. Bên trong Gmail thì các bạn ấn vào nút Click Here to Query, cái dòng màu xanh nước biển này. Chúng ta tiến hành đặt tên tài khoản. Sau đó các bạn đăng nhập giúp mình nhé. Như vậy là sau khi các bạn đăng ký một tài khoản trên website trang Eco của dự án thì các bạn sẽ nhận được thêm là 150 token CRLC, tương đương là 1,5 USD cho giá trị hiện tại nha các bạn. Để mình kiểm tra sơ qua cái trang web này tí nha các bạn. Xem thử lúc rút tiền thử được không. Còn 150 token thử có được không nhé. Hình như là vẫn chưa được các bạn. Thì con này thì trên này mình sẽ hướng dẫn các bạn rút sau nhé. Hoặc là sau này các bạn có thể transfer. Như vậy là các bạn có thể trao đổi giữa nhau nhé. Giữa cái con token CRLC trên trang Eco của họ thì các bạn có thể là trao đổi giữa các tài khoản với nhau nhé. Thì sau khi các bạn đăng ký một tài khoản trên trang web của họ xong thì các bạn quay trở lại với con bot. Các bạn điền lại email mà bạn vừa đăng ký trên website trang Eco của dự án nhé. Sau đó các bạn gửi cho bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta join vào kênh Telegram channel. Các bạn ấn Start Activity. Chúng ta tiến hành join vào kênh Telegram channel. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn điền lại username Telegram nhé. Các bạn copy lại username Telegram của các bạn. Sau đó các bạn dán vào đây. Các bạn gửi cho bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta follow Twitter. Các bạn ấn vào Start Activity. Chúng ta tiến hành follow trang mạng xã hội Twitter của dự án và điền lại username. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở về từng nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta là like và chia sẻ lại bài viết đã ghim của dự án trên Twitter. Các bạn ấn vào like và đi tiếp này. Like và đi tiếp là the bot in the username. Chúng ta ấn vào Start Activity. Chúng ta tiến hành like và chia sẻ lại bài viết, sau đó điền lại username. Thì ở bài viết Twitter đã ghim này này thì các bạn like, sau đó các bạn chia sẻ lại nhé. Các bạn ấn vào Twitter lại này. Sau đó các bạn copy lại cái username Telegram nhé. Sau khi copy lại cái username Telegram xong, Twitter xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta là follow trên Facebook, follow trên mạng xã hội Facebook.
điền lại username. Chúng ta ấn vào start HTTP. Chúng ta tiến hành follow Facebook. Trong Facebook thì các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn quay trở về tường nhà. Các bạn chọn avatar, các bạn vào trang cá nhân của các bạn. Các bạn chọn dấu 3 chấm. Các bạn chọn sao chép liên kết vào trang cá nhân. Sau đó các bạn copy lại cái username Facebook của các bạn nhé. Cái username thì ở phần sau .com lại nhé các bạn. Các bạn copy cái phần cái username Facebook của bạn ở phần sau .com này nè. Bạn nào chưa có username Facebook thì các bạn vào chỗ sửa tên của các bạn, vào cài đặt chỗ sửa tên, các bạn tạo cho mình một cái username Facebook nhé. Các bạn mà chưa tạo cái username Facebook thì nó có hình như là nó có một các cái tự dài lắm. Thì các bạn sao chép lại cái username này, sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Facebook của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon luôn ở trước luôn nhé. Username thì chúng ta đều thêm icon hết. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta like và share trên Facebook. Nhiệm vụ rất là nhiều nhưng mà cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta ấn vào start activity, chúng ta tiến hành like và share Facebook. Và điền lại username Facebook nhé. Trên Facebook thì các bạn like và share bài viết này lại giúp mình nhé. Bài viết đầu tiên á. Các bạn share. Các bạn ấn vào chia sẻ ngay. Sau đó các bạn quay copy lại cái username Facebook của các bạn sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Facebook của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta là follow kênh mạng xã hội LinkedIn. Chúng ta ấn vào follow on LinkedIn này. Chúng ta ấn vào get start, chúng ta tiến hành follow và điền lại link profile. Trên mạng xã hội LinkedIn thì các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn chọn avatar. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn copy lại cái link profile LinkedIn của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile kênh mạng xã hội LinkedIn của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Như các bạn đã thấy là hình như là nó không yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý. Thế là các bạn biết nó sẽ phân phối về đâu không? Thì sau này nó sẽ phân phối về cái trang web Eco nha các bạn. Đây, cái trang web mà hồi nãy mình hướng dẫn các bạn đăng ký cái nhiệm vụ thứ hai ấy, thì nó sẽ phân phối về đây cho các bạn. Nó sẽ phân phối về cái địa chỉ quý, nó sẽ phân phối theo email mà các bạn đã đăng ký trên website của họ nhé. Dự án này khá tiềm năng các bạn. Thì như vậy là khi nào mà kết thúc Android kết thúc từ BusinessBot thì mình sẽ hướng dẫn bạn rút nhé. Thì các bạn quay trở lại với con bot, các bạn có thể ấn vào More Active này để kiểm tra mà tất cả các nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành hết chưa. Thì những nhiệm vụ nào đã hoàn thành hết rồi thì nó sẽ hiện dấu tích như thế này. Và các bạn có thể ấn vào nút Refer a Friend để lấy link Red đi tìm thêm bạn bè nhé. Sau khi bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái link Red cho các bạn. Đây là link Red của các bạn có thể lấy link Red này đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được là thêm 250 token CRLC. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 1950 token CRLC từ dự án Caracol đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn video tiếp theo.